Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này, tỉnh Hà Giang xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các đại sứ quán, tổ chức UNESCO và các tổ chức quốc tế tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp, sự ủng hộ của du khách, các cơ quan truyền thông chung tay cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chào các bạn đến với lễ hội hoa Tam Giang Mạch Đồng Văn năm 2020 các bạn ạ. Đây là phố cổ Đồng Văn các bạn nhé. Đây được trang trí rất là nhiều hoa Tam Giang Mạch các bạn ạ. Ở đây hoa rất là nhiều các bạn, nhiều hơn ở thành phố Hà Giang trưng bày ở cái cột mốc số 0 ấy các bạn. Đó, rất là đông vui ở đây các bạn. Đây là phố cổ Đồng Văn các bạn thấy chưa? Đấy. Đó, các bạn xem rất là nhiều. Đây là có những cái gian hàng ẩm thực các thứ các bạn thấy chưa? Ở đây là bánh Tam Giác Mạch các bạn ạ. Bánh Tam Giác Mạch. Đó. Bánh Tam Giác Mạch. Đây là kỷ niệm 10 năm cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO các bạn. Đây là lần thứ 6 năm 2020 các bạn nhé. Chúng ta có thể thấy là trưng bày những cái ảnh này các bạn, mấy ảnh tranh vé, tranh sơn dầu các thứ. Đây là những cái hình ảnh về cuộc sống của bà con nhân dân ở vùng cao này, cao nguyên đá các bạn thấy chưa, rất là nhiều ảnh. Đây là hình ảnh những cái cháu bé ở vùng cao này các bạn này.
hình ảnh cậu bé đang cày ngô, cày ruộng này các bạn, cày ruộng ngô này. Rất là những hình ảnh hay ở đây các bạn xem này. Bên này cũng vậy. Vâng, kính thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta đang có mặt tại cầu điểm cầu của thành phố Hà Giang xinh đẹp. Và thưa mình đều biết rằng tại điểm cầu Đồng Văn thì đang diễn ra rất nhiều những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc của các dân tộc đồng bào ở nơi đây. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm điểm cầu Đồng Văn để cùng trải nghiệm và khám phá. Xin được kính chào điểm cầu Đồng Văn ạ. Đến với Hà Giang là đến với mảnh đất đa sắc màu văn hóa các dân tộc. 19 tộc người từ mọi miền hội tụ về Hà Giang, chọn Hà Giang là nơi quần cư, dệt nên hoa, giấy, dao, cờ lao và cù béo. Những chậu hoa tạo sắc mạnh đúng không ạ? Và ngay tại bây giờ đây, tại huyện Đồng Văn đã bố trí rất nhiều những chậu hoa tạo sắc mạnh
xếp thành những đoạn đường hoa vô cùng đẹp mắt để phục vụ quý du khách khi có mặt tại thị trấn Đồng Văn. Và những chậu hoa này thì được trồng tại những điểm trồng hoa đẹp nhất của Đồng Văn như các xã Phố Là, Phố Cáo, Đồng Văn, Lũng Cú và Ma Lễ. Vâng, và chúng ta đang tiến vào khu vực chợ cổ Đồng Văn. Và tại đây thì quý vị có thể nhìn thấy là chúng ta đang trưng bày rất nhiều các sản phẩm đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, đúng không ạ? Xin chào các bạn. Xin chào các bạn, có lẽ rằng là ngày hôm nay các bạn đang mặc cho mình những bộ trang phục rất độc đáo đúng không ạ? Các bạn có thể cùng Mạnh Hùng đi trải nghiệm không gian chợ ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, xin mời các bạn. Em như bạch vải thổ cẩm. Và với những bạch vải thổ cẩm này thì được vẽ họa tiết bằng sáp ong và được vẽ thủ công bằng tay. Chính vì vậy thì đã tạo thành một nét văn hóa vô cùng độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn thân yêu này. Và chắc hẳn rằng là tất cả các du khách khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn chắc hẳn rằng sẽ muốn được thưởng thức một chút ẩm thực của cao nguyên đá Đồng Văn đúng không ạ? Và với những miếng thịt lợn đen treo trong hương khói này thì chắc hẳn rằng là quý vị sẽ không thể bỏ qua được khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Và còn cả những món làm xưởng vô cùng ngon ạ. Và khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn đó chính là rằng cổ hoa, một trong những sản vật quý và quý hiếm của Đồng Văn ạ. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, đây là những gạo khổ ba của đồng bào người dân tộc Tày đồng sống ở xã Ma Lễ hoặc là Thiên Lương ạ. Vâng, và thổ nhưỡng của Đồng Văn thì sẽ rất phù hợp để trồng các loại dược liệu. Và tại thị trấn Phố Bảng, Sủng Là, Thị Phố Là thì sẽ trồng được các loại dược liệu. Và ngay tại đây chúng ta sẽ cùng đến với lại Thương Vi Cô ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là loại thuốc hàng đầu trong các bài thuốc hoạt huyết, thông kinh, nhuận tràng, tiêu sưng và dưỡng cơn. Vâng, kính thưa quý vị rằng là chắc hẳn là quý vị khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn thì sẽ muốn được trải nghiệm những tiếng hèn, những tiếng sáo, và đó là một trong những nhạc cụ đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Và ngay tại đây chúng ta đang được chiêm ngưỡng là nghệ nhân của chúng ta chế tác một chiếc khèn Mông, và đây là một chiếc khèn Mông đang rất là hoàn thành. Và những chiếc khèn Mông này sẽ giúp những chàng trai thể hiện bản lĩnh của mình với những người mà mình yêu thương đấy quý vị ạ. Với địa hình đồi núi phong phú và nguồn dược liệu ở đây thì cũng rất là phong phú. Chính vì vậy mà ngay tại nơi đây thì cũng đã được trưng bày rất nhiều những dược liệu, và đặc biệt là dược liệu cây hoa tam sắc mạch rất có lợi cho sức khỏe, từ hoa, lá, cành. Với những dược liệu từ cây hoa tam sắc mạch thì đã giúp cho sức khỏe của đồng bào nơi đây có một sức khỏe tốt hơn. Và khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món bánh hoa tam sắc mạch. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bánh tam sắc mạch.
tham gia cái 14 cộng đồng nữa. Xin mời quý vị. Đó là xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau và múa tiểu múa cộng đồng trong buổi tối ngày hôm nay, thể hiện sự đoàn kết khi tại cao nguyên đá Đồng Văn thân yêu này ạ. Xin mời quý vị. Đó là xin mời quý vị du khách đồng đi. Chúng ta sẽ cùng tham gia hoạt động múa cộng đồng này. Và đây sẽ là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng khi quý vị có một sự trải nghiệm trên cao nguyên đá Đồng Văn thân yêu này. Nhắc lại câu hỏi. Tức là bạn hãy trả lời câu hỏi là bộ trang phục của bạn đang mặc hôm nay là bạn chất liệu gì và
bộ trang phục hai bạn trình diễn ngày hôm nay có phải là bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình hay không? Xin mời bạn. Vâng, thưa ba cùng vâng. Hoàn thành xong phần thi trả lời ứng xử của mình. Và quý vị thân mến, quý vị được nghe những câu hỏi, những câu trả lời về những công đoạn, về những cách giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng về trang phục để cho ban cố vấn có thể tổng hợp và